Này tôi sẽ lên cho anh em một chú trấn bé đùa ở nhà tôi. Cô chú anh chị á hay tới nhà tôi chơi xong rồi hỏi á tại sao thằng này nó ngủ miết mà không có dậy chơi vậy trời. Thì đính chính lại là nó cũng có dậy chơi nha cô chú, mà nó chơi theo kiểu mà e thẹn thẹn thùng thấp thỏm. Tỷ lệ sát thương với người là 0%, nhưng mà cái trận cắn nhau nào cũng có nó, là nó là cái thằng mà hay đi gặm chân người ta nhất. Nên là cô chú anh chị nào muốn chơi với nó thì vô cứ kêu mấy 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 là nó tự ngồi dậy nha. Vậy là giỡn chứ. Quá xích lại đây. Ây da, trời ơi. Sao nó không giỡn được như bu vậy? Nó giỡn nó cũng ngay nữa. Nó giỡn nó cũng ẩm lên rồi bà. Ẩm lên đưa cái mặt đó. Ý, gì, 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 gì.